Nào các bạn nhìn này, trước khi mà vào phần chúng ta đã qua được cái phần thiết kế bố cục rồi. Và những bạn nào hoàn thiện thì cứ hoàn thiện nốt để chúng ta làm xong cái phần bố cục trong thiết kế đồ họa đấy. Còn đến đây thì chúng ta sang về phần chữ. Thì sắp tới là chúng ta sẽ chuyên sâu phần chữ gì. Đối với phần chữ thì trước khi mà bạn vào phần chữ thì bạn phải học cho tôi 8 cái nguyên tắc dành cho chữ. Nguyên tắc đầu tiên là cái phần khoảng cách ký tự. Thì bạn nhìn này, ở đây nó sẽ đưa ra hai trường hợp cho các bạn là bên tay trái của chúng ta và bên tay phải của chúng ta. Thì chúng ta sẽ nhìn về bên tay phải chúng ta nó rất hợp lý bởi vì khoảng cách giữa các ký tự nó không bị thưa nhau. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cái này nó tương ứng với giá trị là bạn đánh một cái text xong bạn dùng phím Alt, bạn đẩy sang trái đẩy phải đi, thì cái đấy nó chỉ sử dụng cho một cái cụm chữ ở dưới cái phần logo thôi. Nhiều lúc nó sẽ phải dàn đều ra bên ngang hoặc là có một chữ dàn ngoằng ra, nhưng thường ra là cái đấy là ít khi sử dụng nhá. Nếu dùng cho chữ thì cái ký tự giữa co cụm chữ từ chữ này đến chữ kia thì nó phải đủ nguyên tắc thì nó mới đẹp được. Nên bạn hạn chế, để muốn làm được cái điều này thì chúng ta có thể đánh một cái text, ví dụ như text này. Khi mà đánh text ra thì các bạn sẽ thấy rằng là cái text của chúng ta nó giãn đều như này, và chúng ta kiểm định bằng cái nào? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T. Thì bạn sẽ co cụm xuống dưới đây một tí cho tôi. Đây, tôi sẽ kéo cái này cho bạn. Nhưng bạn nhìn cái này chưa? Chúng ta show option ra để nó đầy đủ cái khoảng cách nhìn này. Vậy thì ở đây nếu cái trường hợp này nó bị giữ phím Alt, chúng ta đẩy như này. Chúng ta khi mà một lần sau mà chúng ta đánh lại thì bạn yên tâm điều rằng nó bị một cái trường hợp như sau, đó là tôi tích vào đây và như này. Thì khoảng cách nha, nếu chúng ta bị giãn đây thì trông bị thưa thớt này, nhìn đi không? Thì cái này nó sẽ ít khi sử dụng. Bây giờ để muốn làm được điều ấy thì chúng ta chỉ cần nhìn cái thông số bằng Ctrl T và chúng ta gõ vào đây bằng 0 thì nó sẽ trở về định dạng màn hình, cái quy chuẩn đầu tiên của chữ của chúng ta. Các bạn nhìn chưa? Thì ở trong đây thì tôi đã đưa cho các bạn cái ví dụ, đây là cái phần mà các bạn phải cần lưu ý trong cái phần số 1 của chúng ta. Kéo xuống nữa thì chúng ta sẽ có một cái nguyên tắc về thị giác. Thì cái này tôi đã nhắc đi nhắc lại cho các bạn rất là nhiều lần rồi, đó là đặt trên nền đậm thì nó sẽ là màu sáng và đặt trên nền sáng nó là màu đậm. Và tất nhiên là phải nhìn rõ chứ không bao giờ được nhìn mờ. Nhìn mờ như này vẫn đi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cái này em đặt trên nền xanh, bản chất của nó là nền ghi. Bởi vì màu xanh mà bạn biến nó thành ảnh đen trắng đi thì nó chính là màu ghi. Nhá. Thì các bạn nhìn này, ở chỗ này cái sắc độ của chỗ này chúng ta không nhìn được. Và tất nhiên bảo là ở cái này nó sẽ đồng bộ và nó cùng với tông màu ở dưới, nhưng mà thực sự là đôi lúc cái sự tông màu của bạn nó không hiệu quả. Chúng ta chưa biết làm đúng hay sai nhưng phải nhìn thì người ta dễ nhìn, và các bạn phải làm dễ nhìn. Nội dung bạn truyền đạt là cái gì thì bạn làm cho tôi. Ở lớp mình có rất nhiều bạn là làm những trường hợp giống hệt như thế này. Đặt trên nền đậm cũng dùng chữ đậm, đặt trên nền sáng cũng dùng chữ sáng, nhưng bạn phải nhớ điều rằng cái này nó sẽ đúng hơn, bởi vì cái này các bạn nhìn rất là rõ ràng. Cái thị giác của chúng ta cần phải rõ đã nha. Còn cái phá cách của cái phông chữ thì chúng ta dùng sau. Kéo xuống chúng ta có trạng thái rất là cân bằng, các bạn nhìn không? Cân bằng về độ dài của chúng ta, nhìn thấy không? Ok, chúng ta sẽ kéo xuống dưới một tí nữa. Ở đây nó có một cái mức độ để ưu tiên. Cái này các bạn sẽ được gặp ở rất nhiều trường hợp mà chúng ta làm ra những cái poster, làm ra những cái backdrop cho sự kiện. Ví dụ giảm giá 20% thì cái 20% tại sao chúng ta phải để nó sáng và to lên? Bởi vì đây là người ta đạt mức độ ưu tiên là cái gì, những cái gì chính của chúng ta. Chứ không phải đánh liền một mạch nhà nhá. Có nhiều bạn cũng đánh liền một mạch nhà và đặt nhà. Đặc biệt trong giấy mời nhé. Các bạn có thấy không, trong giấy mời các sự kiện gì đấy bạn đặt bằng nhau như là không hiệu quả đấy nhá. Nhìn như người ta vẫn phân biệt được cái nào là chính và cái nào là phụ để chúng ta đưa vào đấy. Thì đây là nguyên tắc số 4 mà chắc chắn là các bạn phải nắm được khi mà thiết kế về chữ. Chưa biết là phông chữ đẹp hay xấu nhá, bây giờ mình phải nhìn rõ và nào khoảng cách từ trong câu, nhìn không ạ? Thì khoảng cách từ đây đến đây nó bị thưa nhau thì chúng ta chỉ cần khoảng cách từ đây đến đây nó chỉ bằng một y thôi. Có nhìn bằng một chữ y không ạ? Và cái này được quy định là cái này là đúng. Còn cái này là sai bị thưa quá này. Nhìn đúng không ạ? Ok, thì các bạn khi thiết kế thì bạn cũng để ý cho tôi cái việc làm tí. Đó là khoảng cách từ trong câu nó không được quá thưa. Tiếp theo thì đây là giá trị dành cho tất cả loại text về văn bản mô tả cho sản phẩm nó có là căn nền.
Thì cái căn đều của chúng ta là có căn trái, căn phải, căn giữa và căn đều. Đây là bốn loại cơ bản nhất mà bạn dùng nhiều nhất hiện tại cho chữ bây giờ. Khi thiết kế thì nó mới đẹp được, chứ còn bình thường là chúng ta cứ cắt lung tung beng nó rất là khó. Và tôi cũng hay sử dụng cái phương pháp đó là cắt cái này. Nó sẽ làm cho cái văn bản của bạn nó sẽ đẹp hơn, nó vuông vắn hơn nhá. Còn bình thường bản chất của text chúng ta là không có chuyện vuông vắn, là nó phải thò ra thụt vào đấy. Các bạn hiểu cái này chưa? Đây ví dụ chúng ta chọn một text chúng ta ráp trong cái cùng như này, thì bạn yên tâm một điều nó kín, bạn nhìn lên nó kín mít nha. Thế này chưa? Thì thay cho việc mà người ta phải làm đấy thì người ta chọn vào character. Và cho nó character thì bạn sẽ ấn vào căn đều. Đây tôi sẽ dùng căn đều cái này. Nó có bốn loại cơ bản, 1, 2, 3, 4 thì cái này tôi dùng nhiều. Ấn vào đây cái, bạn sẽ nhìn thấy cái text của chúng ta sẽ rất là vuông thành sắc cạnh. Chứ không phải là cái này nha. Các bạn hiểu cái này chưa? Tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây là câu chuyện khác nhau. Và tất nhiên là text trong cái input thì người ta có Ctrl Shift. Ctrl Shift N là căn sang trái, Ctrl Shift R là căn sang phải, Ctrl Shift C là căn vào giữa và Ctrl Shift G là căn đều. Đấy là giá trị mà chúng ta bắt buộc phải nắm được. Nếu bạn nào quất là chắc chắn sẽ có ngày. Làm nó phải đúng nguyên tắc nha, chứ không phải là cứ làm lung tung beng. Nó có nhiều bạn làm có thể vô cùng tạm thời được, nhưng mà riêng phần chữ thì yếu quá, thì chúng ta phải tập luyện phần chữ từ những cái bài rất là cơ bản. Đây là cơ bản, các bạn nhìn chưa? Chuyển xuống, đây là bốn loại đấy, nó không được kê tất cả loại. Bạn nhìn trong ý thức có nhiều loại không? Nhưng người ta không dùng cái đấy mà người ta dùng cái này nha. Chỗ đây tiếp theo nó có quy trình sử dụng lưới. Tại sao lại sử dụng lưới nhỉ? Bởi vì khi sử dụng lưới này thì bạn sẽ thấy là thiết kế của bạn sẽ rất là tốt. Bởi vì quy tắc là nhìn phải cực kỳ ngăn nóc, thì cái lưới nó sẽ giúp cho bạn ngăn nóc điều đấy. Thì đối với cái này là trong InDesign nó sẽ thể hiện rất là rõ bằng lệnh là Ctrl B là chia cột đấy. Bạn có file text thì bạn chia cột ra từ khúc, chia 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, bao nhiêu cột đấy là tùy bạn. Còn đối với trong InDesign thì nó cũng chia được cột như thế cho các bạn, rất đơn giản. Không biết mọi người có biết cái này không? Cầm xóa text nhìn này, tôi ráp vào cái vùng này trước, tôi đã có text này. Đây tôi chia cho bạn xem nhìn này. Để muốn chia text này thành những cái cột bằng nhau hoặc những cái text cột cho nó đẹp hơn, bởi vì trên một cái khung như này nó sẽ rất là thô, nên mất một tôi sẽ chọn vào text và các bạn sẽ chọn vào area type option. Chỗ này của chúng ta nó sẽ là cái này. Tôi sẽ chọn vào chữ, tôi sẽ chọn vào đây. Nhìn không? Cái này nó tương ứng với lệnh là Ctrl B trên InDesign, còn InLoop thì nó như thế này. Tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều bạn là chưa chắc đã biết cái này đâu nhá. Preview này, nhìn này, chia cột. Chúng ta chia cột làm gì? Ở đây một cái chia đôi. Tôi đã nói cho bạn biết là học trên InLoop, học kỹ thì chúng ta sẽ làm được giống hệt như là InDesign. Nhưng nó kém hơn InDesign, đó là số trang tìm ra lỗi để sửa. Nó còn nhiều cái là chèn ảnh chậm hơn, và tất nhiên là làm nó nhẹ hơn rất là nhiều. Tất nhiên là hiệu ứng thì lại không thể bằng InDesign được, nên cái gì cũng có giá của nó. Các bạn nhìn này chưa? Và chúng ta chia như này này. Ok, chia 3. Và khoảng cách giữa những cái cột chữ này ấy, người ta tính vào khoảng cách này, được chưa? Và tôi nghĩ rằng chia 3 này nó ra tỷ lệ, đó là tỷ lệ vàng cho các bạn. Rồi, còn trường hợp thứ hai là người ta không chia 3 mà người ta chia tự do. Tự do nghĩa là sao? Lúc này tôi cũng phải đẩy xuống cho các bạn tí. Có những trường hợp mà trên ảnh, dưới ảnh và bên này tách chéo, thì người ta sẽ có cái cách gọi là ninh giữa các đoạn tách với nhau. Ví dụ tôi kéo đây một đoạn, thì cái đoạn tách này tôi xóa toàn bộ đi bằng nút đen, thì tôi có một cái khung tách. Bạn nhìn thấy khung tách chưa? Làm nào để cho tôi cho cái tách này, các bạn nhìn này, nó xuất hiện dấu cộng, có nghĩa là cái cộng này đang báo hiệu cho bạn biết là cái tách của chúng ta vẫn đang còn. Làm đặt để chui sang đây thì quét qua cả hai. Sau khi mà các bạn làm những cái sản phẩm như là đồ hộp là chắc chắn các bạn dính tech. Bạn làm tạp chí và catalog bạn dính tech thì bạn sẽ thấy là cái này nó cực kỳ hiệu quả. Đó là chúng ta phải truyền tech từ bên này sang bên này. Bằng cách nào? Trong InDesign thì tích vào cái dấu cộng này là chỉ sang bên này là được. Ok, thì tôi sẽ chọn vào cái phần tech cho các bạn. Và tôi sẽ chọn cho bạn giá trị về đường link, đó là cái này. Link giữa các tech với nhau nhá. Khi mà làm cái gì cũng biết thì nó đỡ, chứ làm cái gì cũng mò mẫm rồi cái gì thì nó thực sự nó vất vả. Nếu thẩm mỹ của chúng ta yếu, chúng ta tự học. Học đâu? Học những thằng nó làm giỏi, được chưa?
Còn nếu không có thằng làm giỏi sao? Nên trên mạng tìm kiếm những cái gì mà trông thấy mắt của mình nó thấy ưng. Bởi vì dù sao chúng ta cũng biết nhìn cái đẹp. Chúng ta chưa sáng tạo được, chép lại. Được chưa? Chép 100 lần, tự nhiên cái cữ của cái mắt của chúng ta nó tốt hơn. Và thứ hai, màu sắc của chúng ta tốt hơn. Vậy sau đó chúng ta sẽ làm sao? Bạn vẽ cái quái gì ra, bạn cũng làm đẹp đúng như cái cữ đấy. Bởi vì ngày nào chúng ta cũng nhìn được kiểu mà. Các bạn hiểu không? Văn ôn võ luyện mà. Ngày nào cũng nhìn cái đẹp thì tự nhiên thiết kế đẹp. Còn ngày nào cũng nhìn cái xấu thì thiết kế xấu là cái chắc. Chúng ta chờ bạn biết. Cái điểm yếu nhất của dân design chúng ta là đó là tự mình nghĩ là mình sáng tạo. Nhưng cái sự sáng tạo của chúng ta thì thực sự là không ai mê nổi rồi. Đó là nền tảng đầu tiên ấy. Thì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải sáng tạo đi. Ngon lắm rồi nhưng mà thực sự là xấu quá. Không chấp nhận được. Được chưa? Ấn vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tag của chúng ta sẽ được link trong đây. Và cái này nó rất hay. Chỗ là khi tôi chọn tag này tôi kéo giãn này lên. Lên trên đây rộng hơn thì cái này tự nhiên nó thụt đi. À, cái này tôi kéo rộng các bạn nhìn này. Thì bên này sẽ tự thụt đi. Nhìn ra hết chưa? Nhưng mà bây giờ tôi lại kéo lui vào đây thì cái này tự giãn ra đây. Người ta gọi là link giữa các Facebook tag với nhau. Ok. Tiếp theo, trong các phần tag của chúng ta nó có cái gì? Nó có cái này. Lưới là chia ra để chúng ta thiết kế nó đúng cái khung. Và cách cách nhìn của cái người thiết kế của chúng ta nó sẽ làm sao nhìn nó chuẩn xác theo từng khu vực. Ví dụ đây là bài, đây là bài. Nhưng các bạn có nhìn thấy cái dòng chảy của cái chữ này của chúng ta không ạ? Đây là nhịp điệu và thay đổi khẩu vị của mắt là đi từ trên xuống dưới, đi từ trái qua phải và xuống đây. Chứ nó không phải chặt chặn một cái xuống. Ở đây bạn nhìn này, cái em nhìn dòng ảnh chảy chưa? Ảnh của nó này, ba cái chẳng hạn, dài cái, ngắn cái có, vuông có, nhỏ có, to có, nhìn không ạ? Vậy thì trong một cái sách báo dàn trang người ta sẽ dàn như thế này, nó sẽ dễ đẹp hơn. Kéo xuống dưới, ở đây người ta sẽ có một cái xác định dữ liệu chi tiết để chúng ta có thể thiết kế được. Ví dụ như là cái câu từ mà chúng ta muốn đẩy mạnh lên. Đấy, thì đây là 8 cái yếu tố mà dành cho việc thiết kế chữ cho các bạn. Các bạn nhập môn là các bạn phải nắm rõ được cái việc này. Thiết kế kiểu gì cũng được, nhưng miễn sao cần phải đạt được 8 tiêu chí bình thường đầu tiên như này đã. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi và đến một cái công đoạn nữa. Đó là công đoạn về thiết kế của chúng ta đây. À, bạn nhìn này, thực ra là tôi khuyến khích những bạn nào mà khi làm về chữ không được quyền cắt. Bởi vì khi cắt ra thì chúng ta sẽ có cái khả năng về sử dụng, tái sử dụng chúng ta rất là khó. Ví dụ cái chữ này có thể sử dụng được lâu dài. Bởi vì cứ chương trình giảm giá là tôi cho cái này vào. Đúng không ạ? Nhưng nếu mà tôi lại dùng một cái chữ mà lại không có cắt tiết gì đó thì có phải là lần sau tôi chỉ việc thay chữ đâu ạ? Thì nó trở thành một cái khác là mình đã mất công sử dụng không chữ. Ít nhất ở đấy mình tận dụng được cái gì? Không chữ. Nhá. Về cách thứ hai là sắp xếp về chữ. Vậy thì cách sắp xếp này là chữ gì? Căn vào giữa. Và cái chữ căn giữa này nó có giá trị là sẽ làm mức độ chúng ta nhìn được ổn định mọi thứ, tại vì nó cân bằng mà. Nó chính là luật cân bằng đấy em. Nó ổn định đã. Vậy thì cái chữ đầu tiên của chúng ta này, chúng ta sẽ lấy một cái phông chữ. Bây giờ nó có một cái phông chữ UTM rất là kỹ cho các bạn rồi. Tôi chọn vào đây. Tôi gõ vào đây một tí. Chúng ta chọn vào M. Các bạn có thể ghi bình thường nhé. M gạch ngang. Ok, sau khi đã chọn xong chữ này xong thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ rất là đơn giản. Chúng ta chọn vào đây, UTM. Cái phông UTM là một trong những phông chữ hiện tại bây giờ đang dùng khá là nhiều. Bởi vì nó có rất nhiều phông của nước ngoài, giống như phông nước ngoài như vậy là được Việt hóa. Và chúng ta chọn vào đây là phông Avo và rất là tròn trịa. Với cái chữ này muốn trở thành in hoa cực kỳ dễ. Chúng ta chỉ cần chọn vào text và chúng ta chọn vào cái phần trên kênh này và chúng ta chọn vào đây là tự khắc nó trở thành in hoa. Và sau trở thành in hoa thì chúng ta có thể chọn cho nó đậm lên được, rất là đơn giản. Đó là được cái phông đầu tiên của chúng ta. Đúng không? Phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ kéo xuống một tí, chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng đó là up. Các bạn nhìn đây nha. Nếu chúng ta đánh mất công này thì chúng ta ấn vào gõ cắt lóc thì tự khắc nó sẽ đánh thành in hoa cho các bạn. Nhìn đúng không? Đây, 50%. Trong trường hợp này các bạn nhớ một điều rằng người ta không nhấn mạnh vào 50% mà người ta nhấn mạnh vào cái chữ này. Bởi vì đấy là giá trị mà người ta xác định là chính phủ hay cái như nào đó thì bạn nên xác định. Đôi lúc em muốn là không phải là 50%, em muốn xác định là cái này là tôi đang giảm giá chẳng hạn. Được chưa? Tôi sẽ chọn cái này. Được chưa?
Đó. Và sau khi làm xong chữ này thì ở đây nó có một cái quan trọng, đó là căn chân T, đó là co giãn giữa các đối tượng chữ của chúng ta đang làm gì? Là không rồi. Nhưng cái chữ của chúng ta đang có nét dày và nét mỏng. Nhìn nét dày nét mỏng chưa? Vậy thì cái giá trị học đồ họa trong chữ là nét dày đi với nét mỏng. Vậy thì nét dày là chính và nét mỏng thì lại là phụ. Nên tôi sẽ quét qua cái chữ ác tu này, cùng là một phông chữ. Tôi không dùng quá nhiều phông chữ đâu nhá. Tôi sổ xuống và tôi chọn một giá trị cho các bạn, đó là về nét mày. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ có một cái nét mày, nhớ không? Và người ta trong một nguyên tắc của thiết kế, người ta có thể dùng âm dương. Dùng âm dương nghĩa sao? Các bạn nhìn này, tôi dùng text và tôi quét qua cái chữ ác tu này, các bạn sẽ thấy điều gì đâu ạ? Có nhìn thấy khác không? Vậy thì có phải khi tôi quét qua thì có phải là có một cái miếng đen mà đặt dưới chữ ác tu được không? Người ta gọi là màu đen bên này nhưng cái nền, cái hình chữ bên trong là trắng, còn bên này thì là nền trắng và nền chữ đen, được gọi là âm và dương. Vậy thì trong thiết kế đồ họa của chúng ta về chữ thì phải có gì? Quy luật gì? Âm dương, rỗng đặc, nét dày đi với nét mỏng. Thì có phải đấy là tất cả các cặp về tương phản cho các bạn không ạ? À, vậy thì sau khi mà chúng ta đi xem ấy, đi xem những cái tư liệu trên mạng ấy, thấy cái nào nó hay mà đúng những cái thứ mà chúng ta đã được định vị và được học rồi thì bạn nên search và tìm về giúp tôi cái. Tìm về rồi nhưng mà chỉ nhìn thôi, nhưng mà không bao giờ làm, không bao giờ khá được. Cuộc đời của các bạn làm về chữ được bao nhiêu lần? Cực kỳ ít, quá ít luôn. Nên là làm nó cứ bị lộn xộn, làm cứ bị xấu. Đấy. Ok, vậy thì lúc này để muốn tạo ra một giá trị thì tôi sẽ đặt vào đây. Và tất nhiên để muốn căn giữa rất là đơn giản, tôi chọn đố 1. Tôi chọn vào đây, tôi tích vào đây một cái. Nhìn này, đối tượng nằm gốc. Và sau khi đối tượng nằm gốc, tôi chọn vào online và tôi chọn vào căn giữa thì rất là đơn giản. Đây, căn giữa đây. Nhìn chưa? Bây giờ còn một cái chữ nữa. Chúng ta sẽ đánh vào phần giữa, đúng không? Chữ này, đúng không ạ? À, cái này thì những bạn nào đã học tôi thì chắc chắn là sẽ học từ bài số 3 của Inuk. Đó là về pen thì sẽ làm được cái này. Nhìn chưa? Đây. Gõ cáp lóc. Và sau khi làm chữ này lên thì tôi sẽ cho nên chữ nó to lên, nó lớn lên. Nhìn thấy không? Đặt như này. Có nhiều bạn nào hồi trước tôi đặt ở trong cái lớp giao bài cho mọi người làm rất là chống chế, kiểu như là giống chỉ đặt như này thôi. Còn kệ. Coi như là tại vì thực ra là những cái thứ mà thầy định vị cho các bạn không phải tự nhiên là giao một cái bài đi đâu. Bởi vì nếu mà các bạn luyện tập cái đấy, tôi đảm bảo cho bạn biết bạn sẽ là người có trục đứng trong thiết kế được. Còn nếu không, không có trục đứng. Bởi vì các bạn nhớ điều rằng là chúng ta đang ngoài đời rất cạnh tranh với rất nhiều đối thủ. Đối thủ ở rất nhiều trường mà chúng ta cái khả năng thẩm mỹ của chúng ta yếu rồi. Mà tự nhiên lại cái phần tách chúng ta yếu luôn và cái gì cũng yếu thì chúng ta lấy cái gì ra đọ với họ. Đẹp trai à? Chắc là không rồi. Đúng không ạ? Nên chỉ có một thứ là tôi luyện thôi. Nha. Lúc này tôi sẽ chọn vào cái chữ Sanle này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng UTM và tôi kéo xuống. Tôi sẽ chọn một cái phông dày. Đàn ông thì tôi sẽ chọn là phông nó dày và khỏe. Còn con gái thì cũng có thể tôi chọn cái khác. Phông có chân đi với không chân. Nhưng đừng có hoàn toàn là vằn như này. Có nhiều người thích cái này cường. Tôi chia sẻ cho mọi người biết luôn. Làm cứ thích hoàn toàn là vằn nhưng mà lại rất nhìn được. Chán chưa? Cái chữ Sanle này nếu mà đặt giá trị là đó là phạm vi từ mắt của các bạn đến cái màn hình thì rất ok. Nhưng tôi đảm bảo cho bạn biết từ khoảng cách từ đây mà cho ra ngoài cửa thì đúng là vất một sọt rác. Nên bạn phải nhớ một điều rằng khi bạn thiết kế cho bất cứ một khách hàng nào thì bạn phải có một cách giải thích nó hợp lý. Ví dụ, chị ơi cho em hỏi nhé, đứng từ đây đến 10 mét sau mà chữ chị hoàn toàn vào vằn như thế thì chị có nhìn được không? Chắc chắn là không nhìn được. Nhưng nếu mà chị nhìn được khoảng cách từ 20 cm, em đảm bảo cho chị biết là chữ chị rất ok. Bởi vì lúc ấy chúng ta kiểm soát được về mắt, về thị giác của chúng ta. À, tại sao lại những cái, em biết những cái bảng biển đúng không ạ? Nếu nó ở gần là cái biển gì? Là cái biển chức vụ của các bạn ấy. Đúng không ạ? Nhưng ở xa, tại sao trong rất nhiều cái cửa hàng người ta, tại sao người ta vẫn thích là ví dụ cảm cái miếng màu đỏ đùng, sau đó cái chữ của tôi có thể là màu vàng và đập đèn được không ạ? Mà rõ ràng chưa chắc là nhận diện thương hiệu. Nhưng bạn có tin rằng là nếu mà tôi đứng từ bên hồ này đến bên hồ kia tôi vẫn nhìn được cái biển đấy. Vậy đôi lúc cái thị giác nó rất còn quan trọng là người ta nhìn thấy tôi là quán ăn, người ta đi đến là được rồi. Chứ còn cái biển của bạn xanh, ok, đặt chữ lên, không rõ. Tôi đảm bảo cho bạn biết, bây giờ rất nhiều cửa hàng, rất nhiều công ty người ta làm biển như thế. Ở cái phố toàn biển ấy, bạn biết chỗ nào là mình là số 1. Một nhá, là mình cực kỳ nổi. Hai,
là tôi cực kỳ xấu, có hai giá trị đấy thôi, còn chúng nó là nhà đẹp bằng nhau, đồng ý không ạ? Vậy thì tôi sẽ là người đệm cho nó đi, tôi sẽ là điểm xấu nhất. Đã ra chơi dám là biển mọi thứ xanh đỏ tím vàng, ok tôi chơi đen, đúng không? Và khi người ta làm biển, tại sao người hay đặt trên nền bể? Em biết tại sao trên bể? Cái thằng mà được áp dụng tốt nhất đó là gì ạ? Điện máy xanh. Bởi vì cái điện máy xanh của nó làm biển màu đen và chữ của nó là chỉ màu vàng, không có nấp đệm, là không có đậm trung gian sáng, nhưng nhìn xa cực kỳ nổi. Bởi vì sao? Cái hình nó bay ra ngoài ngay, khi nhìn xa nó bay ra ngoài, tương phản mạnh nhất rồi còn gì nữa, sáng và tối rồi. Vậy thì khi mình chúng ta giải thích nào, khi làm thiết kế chúng ta sẽ có bộ nhận diện về văn phòng, bộ nhận diện về truyền thông và bộ nhận diện về bảng biển nữa cơ mà. Bảng biển ở xa thì làm gì có chuyện mà chúng ta làm nó la qua được đâu em. Vậy thì chúng ta đi thuyết phục khách hàng mới được chứ, đúng không ạ? Ok, vậy thì bây giờ tôi sẽ quay trở lại cho các bạn này. Đây ví dụ làm cho đây cũng là một loại phông này, nó có một cái rất là dở là phông này là phông không có chân, thì phông này cũng là không có chân. Các bạn nhìn thấy phông không có chân chưa? À, ok, phông này, hai phông này giống nhau rồi, ok tôi chọn nó đây. Lúc này người ta sẽ chọn một cái gọi là cao và thấp đấy. Nhìn thấy chưa? Đây cũng là một loại phông mà chúng ta cũng có thể cân nhắc và chúng ta có thể nào. Bảo thầy ơi, em thích cái phông này lắm rồi đấy, nhưng mà muốn tội là cái phông này nó hơi bị mảnh, em muốn nó dày lên nữa. Những cái phông tiêu đề tôi đã cho bạn biết là nếu mà chúng ta convert được và chúng ta làm dày lên bằng cái lệnh giống như hôm trước tôi dạy cho bạn bố cục đấy, offset path đấy, và bạn yên tâm điều rằng chắc chắn chữ này sẽ dày lên bao nhiêu đấy là việc của tôi, đúng không? Có những cái phông khách hàng cực kỳ thích nhưng mà em cho dày một tí thôi. Có nhiều người không biết nhưng mà thôi vậy em đi tìm phông khác còn lâu mới tìm được, không bao giờ tìm được luôn nhá. Nên người ta cái offset path là một trong những giá trị người ta dành cho cả in ấn được cơ. Ví dụ người ta in thì người ta bù xén ra ngoài là 0.3, vậy thì offset path là 0.3, thì như vậy người ta xén vào thì nó sẽ không bao giờ bị sai đấy. Không biết là các bạn đã tìm hiểu được những cái đấy chưa, nhưng đối với tôi thì tôi sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ những cái đấy đấy. Có những người ok đồng ý, sau này khi chúng ta thiết kế chữ xong cũng có thể là đồng nghiệp chúng ta sẽ sẵn sàng chê là sao mày làm quê thế, mày làm xấu thế. Đúng rồi, bởi vì là tôi chỉ làm cho khách hàng của tôi thôi, chứ tôi không phải làm, tôi làm khách hàng cho bạn. Và tôi ra ngoài đời là người ta chấp nhận tôi, còn chưa chắc cái chuyện ở trên thương trường, chưa chắc cái người bạn của mình đã đứng cùng đẳng cấp với mình đâu. Bởi vì mình là người chốt khách hàng một cách rất là kinh khủng, và mình đem lại giá trị cho họ và cảm nhận đúng nghĩa của được. Chứ còn cái người mà được học một màu ấy, tôi thề cho bạn biết là cái gì nó cũng khuôn mẫu, làm gì cũng khuôn mẫu. Ở nó phải đẹp như này cơ, đúng rồi, đẹp chứ đấy thì khách hàng nó chưa cảm nhận được cái bút, đúng không ạ? Chúng ta sổ xuống chúng ta tìm này, ở đây nó cũng sẽ có những cái phông chữ cho các bạn làm chữ đơn giản. Nên là tôi đã nói cho các bạn biết là khi đi trước khi đi ra đi làm, bạn hãy trải qua từ công ty thấp đến công ty cao, bạn sẽ có đầy đủ tất cả những cảm giác và đầy đủ những tính chất của một người thiết kế bình thường. Rồi ok, chúng ta chuyển xuống đây. Nhưng đừng xấu quá nha, xấu nó cũng chỉ có hạng mức thôi. Chỉ là xấu quá là vứt đi. Đâu rồi, UTM của chúng ta chạy hết đâu rồi. Rồi, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sổ xuống. Hôm nọ nhìn thấy cái phông dày dày đâu rồi, chạy bây giờ chạy hết đâu rồi. Giờ cái này dày quá. Nó có một cái phông rất là dày. Đây rồi. Ok, các bạn nhìn thấy phông này và phông này chưa? Và chúng ta sẽ thu nhỏ xuống một tí và chúng ta đẩy vào đây. À, chia sẻ cho mọi người biết là có những người thì rất là sợ cái chuyện là cứ phải để sát nhỉ. Thế thì mọi người nhá. Để sát không sao đâu. Nhưng để sát thì đừng bao giờ đọc mất dấu người ta là được. Đồng ý chưa? Vậy cái dấu đấy chính là cái khoảng cách an toàn cho việc giữa chữ trên và chữ dưới, dòng trên và dòng dưới. Còn tôi thật cho bạn biết có nhiều người bảo phải để thoáng này, nhưng mà thực sự là để thoáng bị rời rạc quá, trông phát khiếp, đúng không? Chữ chúng ta nôm ca nôm côm, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ chọn vào đây.
Đấy, vậy thì sau khi tôi đã làm xong cái cụm chữ rồi thì việc còn lại của chúng ta là cái gì? À, chúng ta sẽ chơi trò là Ctrl Shift O. Ctrl Shift O của chúng ta xong thì chúng ta sẽ dùng một thao tác như sau, đó là dùng một cái nét này, chúng ta sẽ cắt qua đây. Đây là một cái nét đầu tiên chúng ta cắt qua. Và tôi ấn vào phím D để nó trở thành màu trắng và nét đen. Màu trắng và nét đen chúng ta xuống đi, chúng ta có được cái nét đen đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ tiếp có một cái nét nữa là chúng ta sẽ cắt vào đây. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Sau khi cắt vào đây xong thì người ta sẽ có một tiêu chí rất hay, đó là kết qua cả hai giữa nét và hình. Công cụ của công trong Inut nó có tính năng khá hay, đó là Shift F7. Chúng ta cắt dao giữa nét và hình. Mọi công cụ đầu tiên của dòng số 2 thì nó sẽ chia cái hình nét của chúng ta thành những cái phần riêng biệt. Tích vào đây một cái, cắt rồi, tất cả những phần nét thừa biến mất. Và đối tượng của chúng ta khi cắt ra nó tồn tại dưới dạng group, nên chúng ta chuột phải chọn vào ăn group. Lúc này câu chuyện của chúng ta chỉ việc làm sao chọn vào cái chữ giữa của chúng ta là cái này, cái này, cái này. Và chúng ta dịch chuyển sang phải chẳng hạn như này. À, câu chuyện nó sẽ làm sao? À, nó lệch đi một tí, được không ạ? Và xuống dưới một tí nhỉ. À, tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây. Thì tôi sẽ đặt xuống dưới một tí nữa và tôi sẽ dịch chuyển sang bên đây phải. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có rất nhiều cấp độ. Bạn nhìn này chưa? Và tất nhiên là sau khi làm xong này thì tôi khuyên các bạn hãy câu này, chọn vào đây, kéo xuống đây một tí, cái này kéo lên một tí, rồi tôi quét qua cả cái cụm này, tôi đẩy xuống đây. Cái hình này đẩy xuống một tí để tạo ra khe trắng, tôi thích khe trắng hơn. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi đẩy ra khe trắng để nó sẽ rõ ràng hơn về hình. Được chưa? Vậy thì sau khi tôi đã làm xong, tôi đã có một cái chữ liên quan đến việc thiết kế đấy, rất là đơn giản, đi từ cái cụm này. À, tại sao tôi lại nói cho các bạn biết là đây là chỉ là nhập môn và chúng ta chép lại những cái phong cách thôi. Nhưng mà khi bạn chép một lần thì bạn có ý thức trong đầu của bạn có một cái thư viện. Thư viện đấy là thư viện là giải quyết một vấn đề về chữ. Đồng ý không ạ? Và cái tín hiệu bạn đưa ra ở đây là cái gì? Đây là lành nặng này. Nhìn lên lành nặng chưa? Còn đây là bị rách này. Đúng không? Vậy thì tương phản giữa lành nặng và rách không ạ? Rách không ạ? Cái phông chữ này, phông chữ tròn trịa thì cái phông chữ này là bị dài ra. Thì đấy là nguyên tắc về gì? Tương phản giữa ngắn dài, béo và cao thấp. Rồi thì các bạn nhớ một điều rằng chúng ta phải học được đầy đủ tính chất đấy. Bảo đi chép chứ có cái gì đâu kinh. Đúng rồi, chép nhưng mà không có ý thức và không có nền tảng để chép muôn đời cũng không biết tại sao như thế. Kéo xuống dưới, chúng ta sẽ có một cái tiêu chí số 2, cái chữ 50%. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng. Đây là chỉ là cái cách giải quyết. Cái này nó được cái chỗ nào? Nó giải quyết về mặt chữ. Những khoảng không của chữ đấy tôi sẽ nhét những chữ phụ vào thì cái chữ của chúng ta rất là gọn gàng. Có nhiều người ghi up to xong lại ọp nữa, rồi nó dài ngoằng, vậy thì trông xấu điên. Và cái đôi lúc mà khi mà thiết kế cho khách hàng ấy, thì người ta chỉ có một cái diện tích rất bé mà em phải giải quyết là làm thế nào để chúng ta xếp được cái chữ đó vào. Không xếp được. Bởi vì lý do là sao? Chúng ta rất là cổ điển, chúng ta cũng để nguyên là ví dụ này, up to 50% ọp chẳng hạn như thế, xếp dài ngoằng như vậy. Làm sao mà cho vào được? Bởi vì làm sao cái kích thước đấy quá bé. Vậy thì bây giờ nó chỉ có bằng một vuông như này thôi, bạn xếp được không? Nếu bạn sắp xếp được cái này, tôi đảm bảo cho bạn biết sau này cái logic của bạn về đồ họa, logic của bạn về thiết kế logo cũng khá hơn. Tôi gõ vào đây tôi ấn chữ 50%. Được chưa? Đầu tiên mình thấy rằng cái này là mình cần phải giải quyết 50% đã. Được chưa? Cái 50% này của chúng ta là gì? Chúng ta chọn là UTM. UTM và tất nhiên tôi sẽ chọn là cái phông chữ là có chân cho các bạn sổ xuống. Chúng ta sẽ chọn một cái phông chữ có chân. Chạy đâu rồi? À, cũng có thể nó sẽ là một cái như thế này. Ví dụ thôi. Bạn nhìn này chưa? Thì trong cái nguyên tắc của cái việc thiết kế của chúng ta, tôi sẽ đẩy lên đây cho các bạn dễ nhìn nhá. Nào, đẩy lên đây nào. Ctrl Shift H để sàn màn hình và bắt đầu chúng ta làm. Nhìn này. Riêng cái phần 50 này, phần trăm là làm sao được lên đầu thì người ta cũng có một cách là tự đánh ra và tự copy riêng ra và convert nó để kéo. Nhưng còn cách thứ hai nữa làm đơn giản hơn là chúng ta ấn vào Ctrl Shift cộng. Ctrl Shift cộng là ngay tức nó sẽ chạy đến cái đơn vị của chúng ta là cái mũ, ví dụ như centimet vuông ấy. Các bạn biết không? Ctrl Shift cộng nhá. Và bạn chỉ cần gõ vào đây cho tôi là phần trăm thôi, Shift phần trăm như này. Thì bạn yên tâm điều phần trăm tôi nằm đúng trên góc. Không biết mọi người đã biết cái Ctrl Shift cộng được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Ok, sau khi làm xong bạn có thấy là khoảng cách giữa chữ O và chữ số 5 này người ta cứ để nó để khít lại với nhau không?
theo thông thường bình thường thì bảo không, không để khít đâu. Nó để khít thì làm sao? Đúng không? Các bạn có đọc ra nhầm số khác không? Không đúng không? À, vậy thì có nghĩa là ok. Trừ trường hợp mà đọc nhầm xứ là chữ khác thì người ta mới sợ thôi. Còn nếu không nhầm ra, bạn yên tâm hiểu đây là những phong cách thời trang. Người ta làm cho thời trang hay cái gì đó thì cũng rất hiện đại và phù hợp với giới trẻ. Có thể là bạn cho làm cho mấy ông già chắc chắn là sẽ không bao giờ phù hợp lý được đâu. Người ta sẽ không bao giờ chấp nhận những kiểu như này phải rõ ràng. Chú phải như này, chỗ này cháu cho chữ nó xa xa lắm tí. Đúng không ạ? Nhưng bạn chưa bao giờ làm cho đội già, các bạn sẽ không bao giờ biết đội già nó tư duy là sao. Còn các bạn làm cho giới trẻ thì bạn phải tư duy đúng nghĩa của giới trẻ. Vậy thì để tư duy giới trẻ thì phải làm sao? Phải đi xem nhiều, phải đi làm nhiều thì mới ra chứ. Chứ ngồi nhà còn lâu như thế này. Tuấn và Can Chú Xích Bò. Và sau khi Can Chú Xích Bò xong thì tôi sẽ chuột phải chọn vào ungroup, thì đây là một đối tượng của tôi. Tôi sẽ đẩy cái set này vào đây. Được chưa? Và cái phần trăm này của tôi đặt vào đây đúng không ạ? Tôi sẽ thu nhỏ cái phần trăm này lại. Tôi nghĩ là nó không còn to lắm, tôi sẽ đặt vào đây. Hiểu không? À, trong phiên bản inbox của chúng ta này, nó có một cái rất hay, đó là gì? Đó là về bắt điểm. Bạn có thể gì lên gì xuống, nó có cái màu tím nó cái nhấp nháy không ạ? Ở đây là bằng ngang. Nếu không có cái này nhá, bạn làm cực kỳ vất vả. Tiếp theo, để mất một cái đoạn chữ này thì tôi đặt một cái chữ off vào đây cho nó hợp lý hơn. Tại vì nếu mà tôi đặt chữ off vào đây nó bị chừa ra ngoài. Vậy thì cái khoảng cách này tôi cắt đi thì có làm sao đâu, đúng không? Có hai cách nhé. Một là bạn sẽ cầm một là bạn sẽ kéo này nuôi vào trong một tí nữa. Ví dụ tôi đặt cái 5%, nhưng đừng quá bé là được. Thì có phải là cái này sẽ chiếm một tỷ để cắt từ đây không ạ? Nhìn này chưa? Và để muốn làm được điều đấy, người ta có hai cách. Cách thứ nhất là người ta cắt mất. Hai là người ta sẽ cho vào mặt nạ. Thì cách đầu tiên rất là đơn giản, bạn vẽ một đường nét vào đây cho tôi. Vẽ đúng cái nét này đúng chưa? Và sau khi làm xong thì có phải là chọn nét và hình, có phải là cắt dao giữa nét và hình, một công cụ ship 7 không? Nên cái bảng lần đầu tiên tôi dạy pen, cái này cực kỳ quan trọng, cắt phát được luôn. Chuột phải chọn là ungroup. Lúc này chọn là phần này không cần mất đi. Có đúng này không? Và thứ hai rất là đơn giản, vẽ thêm cái nét nữa để tạo ra cái nét gạch đấy. Đây, vẽ thêm cái nét này. Được không ạ? Cái nét này các bạn ấn vào D. D là màu trắng, nét đen thì trong trường hôm nay đang làm trên nền trắng thì nó phải màu đen đúng không? Còn trên nền đen thì lại màu trắng thì tôi lại nét dùng nét màu trắng. Nhưng nét này hơi bé, tôi sẽ chọn giá trị là số 2, số 3 thì sao? Được không ạ? Và lúc này chúng ta cần phải phóng lên để xem là đoạn này hơi bị thô, gặp có vấn đề chỗ này, đúng không ạ? Nhìn chưa? Chúng ta chuột phải chọn vào, nhìn này. Cái đối tượng này bản chất của nó chính là phần đã cắt dao rồi. Làm thế nào để mất được cái nét này ở giữa thì người ta có hai cách. Cách thứ nhất là dùng cái công cụ Naso khoanh qua một cái giá trị này. Đúng là chơi cắm bốt này, hồi xưa biết chơi cắm bốt không? Nghe không ạ? Xóa đi. Đúng không? Còn cách thứ hai khá đơn giản hơn, đó là người ta sẽ chọn vào đây. Người ta chọn vào Object, còn người ta chọn vào Copper Path, còn người ta chọn vào Ctrl 8. Thì cái Ctrl 8 này nó sẽ tách cái này ra. Xóa đi. Đồng ý không ạ? Rồi, còn cách nào khác không ạ? Chuột phải thử xem, chuột phải chọn cái này đúng không ạ? Ấn vào đây. Có phải giống như Ctrl 8 không ạ? Thì ok, chọn vào đây, kéo, xóa. Còn toàn bộ cái chữ này quét qua cả hai, cả bốn cái luôn. Dùng cái công cụ này giữ phím An loại. Thế xong. Và lúc này chúng ta chắc còn hai số 0, chúng ta đặt lên đây. Group lại, Ctrl G, kéo lên đây. Chúng ta đã có giá trị của chúng ta mong muốn. Rồi. Sau khi đã làm xong thì chắc chắn các bạn sẽ làm đến cái phần nào thầy off. Chúng ta đánh vào đây một cái, chúng ta ghi chữ. Đúng không? Là xong. Vậy thì có phải là lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây không? Phóng to một tí, đặt vào đây này. Nhìn này. Các bạn có nhìn thấy cái này, tôi sẽ đặt xuống đây, tôi kéo vào đây một tí nữa. Làm về kỹ. Đấy. Thấy chưa? Còn cái chữ up to của bạn thì rất là vui, bởi vì là trong chữ này chúng ta đã có chữ up to chỗ này rồi. Đây. Nhìn này chưa? Chúng ta chọn đây. Rồi, sau đó thì chúng ta chọn vào nét mảnh thôi, UTM đây. Chúng ta chọn vào nét mảnh. Ta thu nhỏ khoảng cách này xuống tới tí. Nếu khoảng cách này nó xa nhau quá, bạn được quyền dùng T số 7. T số 7 là chỉnh từng chữ một với khoảng cách từ giữ shift đẩy vào đây này. Nhìn không? Có chết ai đâu. Miễn sao khoảng cách từ đây to hơn khoảng cách từ đây là được rồi. Nào, xong. Sau khi đã làm xong, người ta có hai cách. Đặt thứ nhất là bạn đặt phía trên cân bằng như này. Còn nếu không thì bạn sẽ xoay dọc chỗ này cho tôi. Và chúng ta thu nhỏ lại, chúng ta có rồi. Nhưng cái này, các bạn yên tâm một điều rằng cái này chúng ta đặt lên mạng được. Nhưng đặt trên in ấn thì đôi lúc là cái việc mà đánh đố những người lớn tuổi thì không được.
đặc biệt bạn làm cho một cái standee cho cái đồ mà cho các bà các chị của chúng ta già già rồi thì chúng ta không nên làm cái này, bởi vì như vậy thì họ sẽ rất là khó đọc. Hãy cố gắng để cho ta đọc dễ nhất và đi từ trái qua phải. Và lúc này sau khi làm xong thì tất nhiên tôi đã đổi cái màu là cái đương nhiên mà chúng ta làm được. Các bạn đồng ý tôi điều này không? Hiểu cái này chưa? Ok, đã xong. Vậy với hai cụm chữ này thì các bạn có thấy là hôm nay tôi đã chia sẻ cho các bạn về cái cách người ta chỉ cần dựng lại. Muốn khá thì dựng lại nhá. Mọi người hiểu cái này chưa? Ok, đây là cách người ta gọi là thiết kế về chữ. Nhưng chúng ta vừa dùng phương pháp là chúng ta sẽ chép lại cái hình thức về cách xử lý của nó. Và khi chép lại chúng ta sẽ có một cái thư viện, được gọi là thư viện sắp xếp trong đầu chúng ta, là một cách xử lý về một phông chữ và cái cách xử lý về cái con chữ ra sao để nó cho ra những ấn tượng. Các bạn có thấy là trong cái logo người ta có logo quả táo thì thường thường người ta bị cắn mất miếng đó, bởi vì nó sự khác biệt của nó nằm ở chỗ đấy. Thì cái trong trường này của tôi cũng có một cái giá trị khác biệt, đó là chữ 50 của chúng ta bị nẹn lên một góc, đúng không ạ? Chữ sa le của các bạn sẽ bị cắt ra và chia các miếng với nhau. Bạn sẽ làm cái chữ này chữ đau đầu được đấy. Em có nhìn thấy cái đau đầu không? Em cắt cái chân dung của chúng ta thành nhiều xếp, bên này xếp, bên này xếp, bên này thì cả nó đau đầu, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó bị làm sao, hình nó sẽ bị không còn được chuẩn chỉnh nữa. Người ta gọi là tạo cảm giác, mà thiết kế đồ họa chính là tạo ra cảm giác cho người khác nhìn. Nhưng bạn hãy đưa tín hiệu cho người ta là tín hiệu mới, chứ đưa tín hiệu cũ là người ta sẽ không chọn được. Tất nhiên tôi đưa tín hiệu này không phải đối với các bạn, bởi vì các bạn là những người vừa cùng làm mỹ thuật giống tôi, nên các bạn là ủi cái này bình thường ngày nãy cũng nhìn. Nhưng mà người bình thường thì câu chuyện nó khác nhau. Em hiểu cái này chưa đã? Ok.